Nhân dịp lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã có thư gửi quý vị chức sắc, quý nam, nữ, tu sĩ cùng toàn thể đồng bào tín hữu Kitô thành phố Đà Nẵng một mùa Giáng sinh an vui, hạnh phúc và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa trong thư, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Huế khẳng định khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng bào tiến hữu kì tô thành phố Hút đã nhiệt thành ủng hộ đến mặt trận các cấp của thành phố Hút, hàng hóa vật tư y tế cùng nhu yếu phẩm thiết yếu, đặc biệt hàng trăm đơn vị máu đã được đồng bào tiến hữu Kitô hiến tặng đến các cơ sở y tế trong giai đoạn dịch bệnh gây khó khăn về nguồn cung ứng qua đó đã song hành cùng dân dân thành phố để lùi dịch bệnh và sang sẻ yêu thương nhằm giúp đỡ một phần khó khăn của đồng bào thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong niềm hân hoan đón mừng Thiên Chúa Giáng sinh và chuẩn bị bước sang năm mới 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hứng tiên tưởng rằng các vị chức sắc, tu sĩ và toàn thể đồng bào khi tô hữu thành phố Hứng sẽ luôn phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết cùng dân dân thành phố vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, chung sức, chung lòng, xây dựng quê hương Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.